Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24h TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính đáng chú ý sau đây. Tin vui lại đến với cựu tổng thống Trump, bất chấp dù bị luận tội ông Trump vẫn được hưởng những đặc quyền này đến trọn đời. Tân Tổng thống Mỹ Biden lại ký sắc lệnh khôi phục đạo luật Obamacare, lật ngược di sản của Trump. Cảnh sát Mỹ đề nghị dựng rào chắn vĩnh viễn tại Điện Capitol sau sự cố bạo loạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Tin vui lại đến với cựu Tổng thống Trump. Bất chấp dù bị luận tội, ông Trump vẫn được hưởng những đặc quyền này đến trọn đời. Thưa quý vị, tiến trình xét xử luận tội cựu tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể mất một số đặc quyền dành cho cựu tổng thống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, theo các quy định hiện thời, ông Trump vẫn sẽ được hưởng các đặc quyền như lương hưu, ngân sách mở văn phòng và bảo vệ an ninh kể cả khi ông bị kết tội trong phiên xét xử luận tội tại thượng viện dự kiến vào đầu tháng sau. Đạo luật về đặc quyền dành cho cựu tổng thống Đạo luật về đặc quyền dành cho cựu Tổng thống Mỹ ra đời vào năm 1958, quy định các đặc quyền chọn đời dành cho các cựu chủ nhân Nhà Trắng. Các đặc quyền này bao gồm không gian là văn phòng thích hợp, được mật vụ bảo vệ và được hỗ trợ ngân sách khoảng 100.000 đô la Mỹ một năm để trang trải chi phí trả lương nhân viên và khoản lương hưu khoảng 220.000 đô la Mỹ một năm. Đạo luật ra đời với mục đích ban đầu là hỗ trợ tài chính cho cựu Tổng thống Harry Truman, người mãn nhiệm vào năm 1953 và phải đối mặt với nhiều khoản nợ do làm ăn thua lỗ trước khi bước chân vào Nhà Trắng. Với ông Trump, giá trị các hỗ trợ này có thể vượt 1 triệu đô la Mỹ một năm. Mỗi năm, người đóng thuế ở Mỹ phải chi khoảng 4 triệu đô la Mỹ để đáp ứng các đặc quyền dành cho 4 cựu Tổng thống còn sống. Đặc quyền ngốn nhiều ngân sách nhất là đặc quyền mở và vận hành văn phòng riêng, Cựu Tổng thống Bill Clinton, Gerald W. Bush và Barack Obama được hỗ trợ 500.000 đô la Mỹ chi phí thuê mặt bằng trong năm 2020. Các đặc quyền bị vô hiệu hóa khi nào? Một tổng thống sẽ bị tước các đặc quyền trên nếu như bị phế chuất trước khi mãn nhiệm. Brian Kett, giáo sư luật của Đại học Michigan cho biết, nếu tổng thống chỉ bị hạ viện luận tội, những đặc quyền đó vẫn không bị ảnh hưởng. Nhiều nghị sĩ đã kêu gọi phế truất ông Trump trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ của ông, nhưng nỗ lực đó bất thành. Ông Trump chỉ bị hạ viện luận tội kích động bạo lực vài ngày trước khi mãn nhiệm, trong khi phiên xét xử luận tội ở thượng viện được hoãn đến đầu tháng 2, nghĩa là khi ông đã trở thành cựu tổng thống. Vì vậy, ông Trump vẫn được hưởng những đặc quyền dành cho cựu tổng thống. Tuy nhiên, các điều luật vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một số ý kiến cho rằng, đạo luật về đặc quyền dành cho cựu tổng thống gây lãng phí không đáng có, bởi các cựu tổng thống Mỹ ngày nay có nhiều cơ hội để kiếm tiền sau khi rời nhà trắng và không cần đến hỗ trợ ngân sách. Năm 2016, các nghị sĩ dân chủ đã đưa ra một dự luật về giới hạn ngân sách dành cho cựu tổng thống. Khi đó, ông Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai đã phủ quyết dự luật. Ông Obama nói, việc cải tổ là cần thiết, nhưng dự luật sẽ đặt một gánh nặng vô lý cho các cựu tổng thống khi mở văn phòng văn phòng cựu tổng thống. Ông Kett cho biết, đạo luật về đặc quyền dành cho cựu tổng thống cho phép ông Trump lựa chọn địa điểm đặt văn phòng, kể cả nếu ông Trump lựa chọn đặt văn phòng trong tòa nhà văn phòng do gia đình ông sở hữu, ông vẫn được chi trả khoản thuế mặt bằng đó. Ông Trump rời Washington DC vào sáng ngày 20 tháng 1, vài giờ trước khi mãn nhiệm để đến khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Hôm 25 tháng 1, ông thông báo đã mở văn phòng ở Mar-a-Lago, tiếp cận thông tin tình báo. Đảng dân chủ đang tích cực kêu gọi hủy bỏ một trong các đặc quyền của ông Trump sau khi mãn nhiệm, đó là đặc quyền tiếp cận các thông tin tình báo và các thông tin tối mật khác. Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cho rằng không nên để ông Trump tiếp cận bản tin tình báo hàng ngày sau khi rời nhiệm sở. Thông thường các cựu tổng thống vẫn thuộc diện đối tượng được đọc bản tin tình báo hàng ngày và được quyền tiếp cận thông tin mật sau khi rời Nhà Trắng. Bản tin tình báo hàng ngày là tài liệu thuộc diện tối mật chứa đựng những thông tin nhạy cảm liên quan trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Không giống với các đặc quyền khác, đây là một đặc quyền bắt nguồn từ thông lệ, không phải luật định. Do vậy, Tổng thống Biden có thể quyết định giữ lại hay tước bỏ đặc quyền này dành cho người tiền nhiệm. Phát biểu với báo chí ngày 22 tháng 1, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Sparsky cho biết, ông Biden sẽ tham vấn các chuyên gia trong cộng đồng tình báo về quyết định này. Tân Tổng thống Mỹ Biden lại ký xác lệnh khôi phục đạo luật Obamacare, lật ngược di sản của Trump. Mới đây, Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hai sắc lệnh hành pháp về mở rộng việc chăm sóc sức khỏe, như những gì ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Theo đó, xác lệnh đầu tiên hướng dẫn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HSS cung cấp một khoảng thời gian đăng ký đặc biệt đối với Obamacare từ ngày 15 tháng 2 đến 15 tháng 5 tạo cơ hội cho những người Mỹ thất nghiệp đăng ký bảo hiểm y tế. Sắc lệnh này nhằm giúp đỡ những người bị mất việc và mất bảo hiểm do dịch COVID-19 có thể tiếp cận được hệ thống chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng. Cùng với đó, sắc lệnh cũng hướng dẫn các cơ quan liên bang xem xét các quy tắc và chính sách đang hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người Mỹ. Được biết, trước khi ký hai sắc lệnh trên, Tổng thống Biden khẳng định ông không khởi xướng bất kỳ luật mới nào hay bất kỳ khía cạnh mới nào của luật mà chỉ khôi phục tình trạng như thời kỳ trước chính quyền của người tiền nhiệm Donald Trump. Trong nhiệm kỳ 4 năm, cựu tổng thống Trump đã ký lệnh hành pháp nhằm hạn chế tối đa nhiều điều khoản của Obamacare. Cuối năm 2017, một cuộc đại tu thuế do Đảng Cộng hòa khởi xướng đã xóa điều khoản về nghĩa vụ cá nhân theo đó sẽ phạt các cá nhân không mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Chính quyền cựu Tổng thống Trump cũng cho phép bán các hợp đồng bảo hiểm tư nhân được miễn một số quy định của Obamacare, đồng thời thực hiện yêu cầu công việc đối với các quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp, Medicaid. Trong khi đó, các sắc lệnh hành pháp thứ hai giúp chấm dứt lệnh cấm do chính quyền cựu Tổng thống Trump đưa ra đối với việc tài trợ liên bang cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc giới thiệu nạo phá thai. Sắc lệnh cũng chỉ thị cho SSS xem xét dỡ bỏ các hạn chế từ thời chính quyền người tiền nhiệm đối với việc cấp ngân quỹ liên bang cho các tổ chức kế hoạch hóa gia đình ở Mỹ giới thiệu phụ nữ đi phá thai. Đây là các sắc lệnh mới nhất trong hơn 40 sắc lệnh mà ông Biden đã ký kể từ khi lên nắm quyền vào tuần trước. Cảnh sát Mỹ đề nghị dựng rào chắn vĩnh viễn tại điện Capitol sau sự cố bạo loạn. Hãng tin Sputnik cho biết Trước vô số sự cố an ninh xảy ra vào ngày 6 tháng 1, quyền giám đốc cảnh sát quốc hội Mỹ USCP Yogananda Pittman hôm 28 tháng 1 đã đề nghị lắp đặt hàng rào chắn vĩnh viễn xung quanh Điện Capitol. Kể từ vụ bạo động chết người tại Điện Capitol, chính phủ Mỹ đã bắt đầu phân tích những trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và đặt ra nhiều kế hoạch để tăng cường các biện pháp an ninh tại tòa nhà quốc hội. Ngoài hàng rào chắn, Ông Pittman cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập thêm lực lượng an ninh gần Điện Capitol để hỗ trợ lực lượng USCP nếu tình huống ấy lại xảy ra một lần nữa. Ông Pittman tuyên bố, Như tôi đã lưu ý vào đầu tuần này, các chuyên gia an ninh của nước ta cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ Điện Capitol, thậm chí từ trước khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, trên thực tế, một đánh giá an ninh thực hiện vào năm 2006 cũng đã khuyến nghị việc này, lắp đặt hàng rào chắn vĩnh viễn xung quanh nơi này. Dựa vào các sự kiện gần đây, tôi có thể nói rõ ràng rằng phải thực hiện những cải tiến lớn đối với các biện pháp an ninh, bao gồm một hàng rào chắn cố định và lực lượng an ninh dự phòng ở gần Điện Capitol. Hiện tại, lực lượng USCP cùng một tổ chức bên thứ ba đang tiến hành các cuộc đánh giá mức độ an ninh tại tòa nhà quốc hội, theo lệnh của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, hãng Sputnik đưa tin. Hàng rào chắn đã được lắp đặt tại gần điện Capitol vài ngày sau khi hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà nhằm ngăn chặn quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Vụ việc khiến hàng chục người bị bắt giữ và 5 người tử vong, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, thuộc lực lượng USCP. Hàng rào chắn có độ cao hơn 2 mét và đã được lắp thêm dây kẽm ở phía trên như một biện pháp an ninh bổ sung. Một ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn chết người ở Điện Capitol, cựu Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy tiết lộ rằng hàng rào chắn sẽ được để nguyên vị trí trong ít nhất 30 ngày. Trước tuyên bố của ông Pittman, Thủ trưởng thủ đô Washington DC Maria Brosher hôm 28 tháng 1 đã lưu ý rằng hàng rào chắn được lắp đặt gần Điện Capitol và Nhà Trắng không phải là một vật được đặt cố định lâu dài ở thủ đô mà sẽ được gỡ xuống vào đúng thời điểm. Lời đề nghị của ông Pitchman được đưa ra khi các quan chức liên bang cảnh báo rằng những nhóm nổi dậy bạo lực có thể đang lên kế hoạch để thực hiện các cuộc tấn công tương tự trong khoảng thời gian tới. Trước đó một ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đưa ra cảnh báo cho người dân thông qua hệ thống tư vấn chống khủng bố quốc gia NTAS về mối đe dọa ngày càng cao từ những kẻ cực đoan trong nước có thể bị kích động sau cuộc tấn công hôm 6 tháng 1. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.